Hello, xin chào tất cả mọi người, là mình support Hùng đây. Và trên tay Hùng thì đang cầm hai cây vợt Li-Ning chính hãng, tầm giá 1 triệu cho anh em cầu lông phong trào. Những anh em nào mới chơi hoặc là đã chơi được một thời gian, đâu đó khoảng hơn 1 năm đổ lại chẳng hạn, thì Hùng nghĩ rằng hai cây vợt này rất là phù hợp cho mọi người. Đấy, thì hai cây vợt này Hùng lựa chọn thì đều là vợt công thủ toàn diện. Tuy nhiên thì nó cũng sẽ có những cái đặc điểm nó khác biệt nhau. À, cây đầu tiên Hùng muốn giới thiệu đến mọi người đó là cây Li-Ning 3D Caliber 001. Và cây thứ hai đó là cây Li-Ning 2000. Đấy. Và khách mua vợt thì sẽ được tặng kèm bao đơn như thế này và hai chiếc cuốn cán vợt. Bên Hùng thì không làm việc căng vợt, bên Hùng chỉ bán vợt thôi, nên là anh em mua vợt bên Hùng về thì hãy giúp Hùng là tự mang ra quán căng nhá. Giá bên Hùng bán thì sẽ chưa bao gồm cước căng vợt nha mọi người. Ok, cây đầu tiên là cây Li-Ning 2000. Và đây, cây này thì nó có mấy màu, ở bên Hùng thì hôm nay giới thiệu đến mọi người màu xanh chuối nhá, nói chung là nó chỉ khác màu thôi. Đấy, màu xanh chuối. Đây, mình sẽ bỏ cái này ra. Đây, một cây vợt màu xanh chuối, xanh rêu, cái này là kiểu xanh rêu nhá mọi người, cái sơn màu ở những chỗ này. Đấy, thì đây là cây vợt. Chúng ta trước khi tìm hiểu về vợt Li-Ning thì chúng ta phải biết cây vợt đấy nó thuộc dòng vợt gì. Đấy, thì cây vợt này thuộc dòng Li-Ning, tức là nó thuộc cái dòng vợt nhẹ nha mọi người. Nên là cây này sẽ thích hợp với anh em nào thích cái những cây vợt có khối lượng nhẹ, có trọng lượng nhẹ, lối đánh linh hoạt, uyển chuyển giữa công và thủ. Những người mà thích đánh kiểu đánh nhanh hay là đua cầu ngang. Đấy, đây là đánh cầu tốc độ, linh hoạt. Đấy, thì cây này rất là phù hợp với mọi người. Cây này thì khung vợt, chúng ta có thể thấy là khung vợt trông có vẻ hơi mảnh, nên là nó sẽ giúp khi chúng ta đánh cầu thì nó sẽ có những đường cầu với tốc độ ra vợt nó nhanh hơn các dòng vợt khác. Đấy. Cây vợt này thì có mức căng rất, chịu được mức căng rất là cao, nên mọi người hoàn toàn yên tâm. Nó đến tới 30 lbs. Nếu mà không nhầm thì nó rơi vào khoảng 13,6 kg mọi người ạ. Chịu được mức cân rất là cao. Cái vợt này thì được làm 100% là bằng sợi carbon mọi người. Đấy. Tension là 30 lbs nha mọi người. Đấy. Đấy. Cái vợt này đũa của nó tương đối là dài. Khi mà chúng ta đánh thì nó sẽ giúp chúng ta tiết kiệm được sức, những quả phông thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Đấy. Và Hùng sẽ đọc qua một chút về thông số cho mọi người. Cây vợt này thì thông số nó là 84 + 3 gram, thì đây là một cây vợt 4U có khối lượng trung bình, thì rất là phù hợp với những người trình độ trung bình và những người mới. Điểm cân bằng nó là 290. 290 thì chính xác đây sẽ là một cây vợt cân bằng công thủ toàn diện nha mọi người. Và độ cứng của nó là 2/5 điểm, tức là cây vợt này hơi dẻo, nên là nó sẽ giúp trợ lực cho người chơi, giúp chúng ta đánh nó sẽ, có nghĩa là cái khung vợt, cái đũa nó hơi dẻo thì nó sẽ tạo độ cong, độ uốn và sẽ trợ lực cho chúng ta đánh, sẽ nó sẽ không mất sức. Những người mới chơi, những người chơi trình độ trung bình thì nên chọn vợt dẻo. Còn những người tay khỏe như những vận động viên thì họ sẽ ưu tiên về vợt cứng, bởi vì là vợt cứng thì nó sẽ có độ chính xác cầu cao hơn. Tuy nhiên với những người mới chơi hoặc trình độ trung bình thì khi mà cổ tay chúng ta chưa khỏe thì lực tay của chúng ta còn yếu, khi mà chúng ta đánh vợt cứng thì rất khó đánh, cảm giác nó không đi cầu, đấy, kiểu như thế ạ. Đó. Và đây là vợt chính hãng 100%, chính hãng, nhập khẩu chính ngạch và được bảo hành 2 tháng nha mọi người. Và khách mua hàng thì được kiểm tra hàng trước khi thanh toán, nên mọi người hoàn toàn yên tâm.
khi mua và đặt hàng bên Hùng. Đấy, cây vợt có màu xanh chuối và màu xanh rêu rất là đẹp. Tầm giá là 1 triệu, cây vợt này có giá thị trường là 1 triệu mốt nha mọi người. Đây giá 1 triệu 050 nhá. Đây giá ở đây luôn nha. Đấy. Thì bên Hùng thì đang có giá khuyến mãi, giá ưu đãi cho anh em. Nên anh em nào mà thích cây vợt này thì có thể liên hệ Hùng ngay để đặt hàng, số lượng thì cũng ít thôi ạ. Ok, và cây vợt thứ hai Hùng muốn giới thiệu đến mọi người. Nó là cây vợt Li-Ning 3D Calibre 001 kết hợp giữa màu tím và màu xanh dương. Và đây là cây vợt thuộc dòng Calibre, tức là dòng vợt tấn công hãng Li-Ning. Tuy nhiên thì đây nó chỉ là một cây vợt công thủ toàn diện, nó thuộc dòng tấn công. Đấy, mọi người lưu ý. Và cây vợt này cũng có mức căng, chịu căng rất là cao, lên đến 30 lbs, tức là tương đương khoảng 13,6 kg. Chịu cân rất rất là tốt. Đấy. Cây vợt thì được thiết kế vát cạnh ở chỗ này, mọi người có thể thấy. Thì nó giúp giảm thiểu sức cản của không khí, giúp có những đường cầu nó nhanh hơn, tốc độ nhanh hơn. Tuy nhiên về độ linh hoạt và độ nhanh nhẹn thì sẽ không bằng cây Lighting kia nha mọi người. Đấy. Cây này thì nó chỉ vát tới đây thôi nha mọi người. Những cây càng cao cấp thì nó sẽ càng vát lên trên nhiều. Ví dụ như những cây như kiểu 300, 300C, 300B hả, thì nó còn vát lên trên trên đoạn này. Cây vợt này thì khung nó có vẻ dày dặn hơn cây kia. Cây kia thì khung nó kiểu mảnh hơn. Dĩ nhiên là thiết kế khung như thế để nó có độ linh hoạt cao hơn rồi. Đấy. Cây này cũng làm 100% bằng sợi carbon. Về thông số của cây vợt này thì cây vợt rồi thông số đây. Cây vợt này có độ cứng sẽ là hơi cứng nha mọi người. Đấy, thế nên là cây vợt này sẽ trợ lực ít hơn là cây Lighting kia, nhưng được cái đường cầu nó sẽ chính xác hơn. Điểm cân bằng của cây này là 305 cộng trừ 5. Thì cây này nó hơi có xu hướng hơi thiên về tấn công một chút nha mọi người. Tuy vẫn Hùng vẫn đánh giá nó là cây vợt công thủ toàn diện, bởi vì thủ cũng khá là ok và công cũng được. Đấy, công cũng ok, công cũng khá là tốt. Thì điểm cân bằng của nó là 305, là một cây vợt nó có xu hướng hơi nặng đầu. Nếu mà đấy là đọc về, có nghĩa là khi chúng ta đọc về thông số ấy, chúng ta đánh giá là cây vợt hơi nặng đầu. Nhưng mà khi chúng ta cầm vào đánh thật thì nó sẽ không được nặng đầu như chúng ta mong muốn. Có nghĩa là nó sẽ có xu hướng nó hơi thiên về cân bằng hơn. Có nghĩa là nếu mà cảm nhận thực tế, còn về đọc thông số thì mọi người sẽ nói rằng à đây là một cây vợt công. Nhưng mà không phải, đây là một cây vợt cũng là công thủ toàn diện nha. Nó sẽ hơi nhỉnh hơn về tấn công. Thế nên là khi mà cân nhắc hai cây vợt này ấy, thì bạn nào thích hơn tấn công, nhỉnh hơn về tấn công hơn thì có thể chọn cây này. Còn bạn nào thích thiên về sự nhanh nhẹn và linh hoạt cũng như có trợ lực tốt hơn thì chọn cây kia. Đấy. 3D Calibre 001 thì cũng là một cây vợt, nói chung hai cây vợt này đều là hai cây vợt rất là tốt và được rất là đa phần mọi người chơi lựa chọn trong cái tầm giá khoảng 1 triệu. Đấy. Thì cây vợt này có giá niêm yết nó là 1 triệu mốt nha mọi người. Và bên Hùng thì cũng đang có mức giá khuyến mãi vậy, quà tặng cuốn cán vợt cho mọi người, cũng có mức giá tốt hơn. Đấy, thì anh em nào mà mới chơi hoặc là chơi được đâu đó khoảng hơn 1 năm đổ lại, muốn tìm cho mình một cây vợt chính hãng tốt đến từ thương hiệu nổi tiếng như Li-Ning. Phải nói vợt Li-Ning rất là tốt nha mọi người. Trong cái tầm giá thấp mà khoảng 1,5 triệu quay đầu ấy, thì phải nói là Hùng phải đánh giá là vợt Li-Ning là tốt nhất luôn mọi người. Vợt Li-Ning là tốt nhất trong tầm giá 1,5 triệu quay đầu. Sơn của nó rất là đẹp nhé, và các cái gen của nó cũng rất là tốt. Đấy. Body Calibre 001. Đấy, thì hai cây vợt tầm giá 1 triệu nha. Anh em thích cây nào thì có thể liên hệ Hùng. Đấy. Ngoài ra thì bên Hùng có còn cái dòng vợt khác, cái dòng vợt GI thì tầm giá 400-500 nghìn. Thì những dòng vợt đấy của Hùng thì nó rẻ hơn, phù hợp cho các bạn nào mà mới chơi, người mới chơi, và không có điều kiện sắm những cây vợt 1 triệu hay trên 1 triệu. Ví dụ như các bạn sinh viên, học sinh,
mà vẫn muốn một cây vợt tốt chất lượng thì bên Hình Hùng có dòng vợt GI của hãng Quang Du, thì nó chỉ được tầm 400-500 nghìn thôi, chất lượng cũng rất là tốt và phù hợp cho người mới. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ.